Mình chưa bao giờ trông tuyệt như hôm nay. Nhưng ngày nào cũng có thể trở nên tồi tệ, cho dù bạn có là Aquaman đi chăng nữa. Cái gì vậy? Đây là một phòng thí nghiệm bí mật vừa được mở ở tầng trên. Vẻ như những người này đang làm việc rất nghiêm túc. Một người hoàn toàn bình thường sống bên trên phòng thí nghiệm và anh ấy đang tận hưởng chút bình yên và thanh thản sau một tuần dài làm việc đầy mệt mỏi. Động đất à? Ôi không! Đừng là cái đèn chùm chứ! Ơn trời, nó không rơi trúng đầu mình. Tầng trên chúng ta đang mở một bữa tiệc hoang dại. Đó là nơi tạo ra cơn động đất. Xóm của chúng ta thì hơi dị. Anh ta nuôi gà. Anh bạn à, nên kiếm bạn gái thì tốt hơn. Nhưng anh chàng này đã kết hôn rồi. Vợ anh ấy rất giỏi nấu ăn và biết cách trình bày món ăn sao cho thật đẹp mắt. Hàng xóm tầng trên thì hẳn đang diễn tập một bài nhảy. Hoặc đang thử châm lửa đốt cả tòa nhà.
yên tĩnh, im lặng, thư giãn. Tầng này chán ghê. Lửa nhái trong tòa nhà, phải bước qua xác tôi đã nha. Tôi nghĩ thế này còn ngon hơn. Wow, kỹ năng tung hứng thật đáng kinh ngạc. Nhưng con gà trông có vẻ bị xúc phạm. Bữa tiệc có vẻ sách đi quá tầm kiểm soát rồi. Thằng sớm ơi, đèn chùm đẹp đấy. Tiffany à, một bể cá đầy Coca-Cola. Mọi thứ chúng ta cần là Mentos. Buổi sáng của cô gái này. Aquaman. Xin lỗi, lại nhầm tầng rồi. Bạn có thích nhìn mọi thứ diễn ra trên các tầng của tòa nhà này không? Hãy bình luận bên dưới nếu bạn muốn xem hàng xóm của bạn làm gì trong tốc độ quay chậm nha.
Và đừng quên nhấn nút subscribe, like video này và click vào hình chuông. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào từ Qua nha.